Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái nguyên nhân khiến cho cái điều hòa của mình nó không chạy vào cái mùa nóng này. Có một số bạn thì có đăng lên là một số điều hòa của inverter ấy. Đấy thì khi mà các bạn nhiệt độ ngoài trời mà cao quá ấy, thì nó không chạy. Đấy mặc dù là điện nó không yếu nhá, điện nó không yếu nhưng nó không chạy được. Đấy thì nguyên nhân của nó là những cái điều hòa inverter ấy, thì bên trong của nó sẽ có một cái bên trong cục nóng sẽ có một cái cảm biến nhá. Nếu mà nhiệt độ ngoài trời mà cao quá nó sẽ ngắt để nó bảo vệ cái máy nén. Đấy thế và một số cái điều hòa thường nó cũng vậy, nếu như các bạn mà để ở cái nơi mà cục nóng các bạn nhìn đấy. Cục nóng mà các bạn để nơi mà ánh sáng nó chiếu trực tiếp vào như cái điều hòa này. Đây. Các bạn thấy không ạ? Đây là ánh nắng chiếu trực tiếp vào gần như là cả ngày luôn. Đấy. Thì những cái nơi mà ánh nắng chiếu trực tiếp này vào thì mặc dù là điện rất là khỏe đúng không ạ? Mọi cái hỏng hóc của nó không hỏng gì cả nhưng mà nó sẽ không thể đóng vlog được nha, nó chạy một lúc nó ngắt hoặc là nó không chạy luôn. Đây, đối với điều hòa inverter thì nó sẽ báo lỗi, còn những cái điều hòa như thế này thì nó không báo lỗi nhưng mà ngược lại thì nó lại không chạy. Bạn thấy không? Đó, thì đây là một chiếc điều hòa mà thợ lắp người ta tư vấn không chuẩn và lắp vào đây. Ở cái chỗ này ánh sáng có thể chiếu, ánh nắng mặt trời chiếu vào gần như là chiếu vào toàn bộ luôn. Nếu mà bây giờ mình đo ở trên nhiệt độ bây giờ ngoài môi trường giờ tầm khoảng độ 40 độ mà các bạn ở miền Bắc này mà các bạn sờ vào cái miếng sắt này vào cái vỏ nó này nó phải rơi vào tầm trên 40 độ nha các bạn nhé, rơi vào năm mấy độ đấy. Thì để khắc phục cái hiện tượng này thì một đấy là các bạn có thể là sử dụng cái máy che cho cái điều hòa này nhé, dùng máy che. Cách thứ hai là các bạn có thể là bỏ con cảm biến của con trên lắp vào cái bắt vào cái vỏ này. Đấy, các bạn có thể bắt xa ra một chút nhưng mà như vậy thì nó lại không chuẩn, nên mai ví dụ như chẳng may mà block của mình ấy, nó nóng lên quá, nó nóng quá hoặc là cái khung này vỏ này của mình nóng quá nó sẽ gây ra hiện tượng là không bảo vệ được và gây ra cháy điều hòa. Thế thì cái phương án tốt nhất là các bạn phải chọn cái địa điểm nào mà ánh sáng của mình nó chiếu vào ít nhất có thể nhá, ánh sáng nó chiếu vào ít nhất có thể và tức là ánh nắng mặt trời đấy trực tiếp chiếu vào nó. Đấy, và cái thứ hai là khi mà các bạn vệ sinh điều hòa ấy, thì các bạn phải để ý này, các bạn đừng có xịt quá mạnh. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đây chính là cái dàn của mình này. Khi mà họ vệ sinh họ vệ sinh không được chuẩn các bạn thấy không ạ? Thì đây là các cái dàn mình nó bị bẹp hết này. Bẹp hết các bạn thấy không? Bẹp hết này. Đấy, nó bẹp như này nó sẽ tản nhiệt rất là kém. Đấy, khi mà nó chạy nóng lên thì nó sẽ gây ra, chạy một lúc nóng lên nó sẽ gây ra hiện tượng là nó không thoát được nhiệt. Sẽ gây ra hiện tượng là bị ngắt như kiểu là đủ nhiệt ấy. Các bạn thấy không ạ? Đây này, đây họ vệ sinh điều hòa họ phun mạnh quá này. Các bạn thấy không? Bẹp hết dàn. Đấy. Rồi. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng là điều hòa của mình nó không hỏng hóc gì nhưng mà cứ nóng quá thì nó lại không chạy được. Đấy và một số cái điều hòa nữa nó cũng như này, mặc dù không nóng nhưng nó vẫn ngắt. Là các bạn phải kiểm tra lại điện nha. Nhiều khi lúc nó chưa chạy thì điện nó vẫn đủ, nên lúc mà nó khởi động lên một cái thì điện áp của nó bị sụt nha các bạn nhé. Nhiều nhà mình đi mình gặp ấy thì điện áp nó sụt xuống còn khoảng độ tầm 100 đến 150V. Mà với cái điện áp như vậy thì điều hòa mình không thể chạy nổi. Đấy, thì đây chính là một số cái nguyên nhân gây ra hiện tượng là điều hòa nó không hỏng nhưng mà nó lại không chạy. Đây là những cái sai lầm của mình khi lắp nha các bạn nhé. Đấy.